Thưa các bạn, tôi đang ở cái suối nước nóng gọi là, thực ra suối nước nóng nó cũng không hẳn là chính xác lắm, mà suối nước ấm Trường Yên, thuộc Vân Hồ Sơn La, nó cách Mai Châu không xa lắm đâu. Cái suối nước nóng này, suối nước ấm này thì nó chảy ra từ trong lòng núi, tức là có thể là từ lòng đất xong nó chảy lên núi, và nó như một cái khe nó chảy ra ngoài, không phải là lòng đất chui lên mà nó ở trong núi nó chui ra. Có thể là nước ở lòng đất nó chui phía sâu nên đến lúc ra đây, cho nên là nó không còn độ nóng cực nóng nữa, mà cái độ nóng nó chỉ còn khoảng chắc tầm khoảng 40 độ. Kể cả mùa, theo người dân đây thì mùa đông thì nó sẽ nóng hơn, còn trời, tức là trời càng lạnh thì nước nó càng nóng, còn trời mà ấm ấy, thì nước nó vừa phải, nên là tắm rất là phù hợp. Mà hai nữa là cái nước này nó chảy ra rất tự nhiên, chưa có bàn tay con người cả, nó ra một cái thung lũng. Ra một cái thung lũng nhỏ và có đồng lúa xanh rất đẹp, và xung quanh là toàn nó rừng già bao quanh thôi. Đây là cái quả núi, mọi người có thể thấy đây là cái quả núi đá này, cái nước nó chảy ra thành 4-5 nguồn, có thể nó có những cái nguồn khác nhưng mình chưa để ý. Và nước nó chảy ra cái con suối gọi là suối Tắt Nàng. Đây mọi người có thể thấy là người dân họ đắp lại và họ dẫn nước ấy, các cái ống nước họ dẫn về nhà để dẫn cái nước nóng về nhà, nước khoáng ấy, khoáng nóng. Đây là các cái nguồn của nó đây. Đây là phần nguồn của nó ở bên trong, phần nước nguồn ở bên trong đây. Nước nó chảy ra đây và nó tạo ra thành 4-5 cái khe ra. Ở trong này thì nước rất là ấm, nước cực kỳ ấm luôn. Trong này thấy khói lờ vờ mà nổi lên này, ngâm ở đây thì rất là ấm. Đây là nước người ta, nó chảy ở trong lòng núi ra, nên quá trình nó đi từ lòng đất lên lên trong hang sâu, trong hang núi thì nó đã, cái nhiệt độ nó đã bị giảm đi tương đối rồi, nên nó chỉ ra ngoài nó còn chỉ còn ấm thôi, chắc khoảng 40 độ, 40 hơn 40 độ. Ở trên này thì ấm hơn. Có suối này là hoàn toàn tự nhiên và rất là vắng người. Chúng ta từ Hà Nội lên đây không xa lắm, chỉ 180 cây số. Và khi mà chúng ta lên đây đấy thì một mình chúng ta có thể một mình thưởng thức nguyên một con suối mà không có ai cả. Chỉ có buổi chiều thì người dân đi làm về thì họ mới ra suối họ tắm, để cho vừa được ngâm với nước nóng mà lại vừa không phải tốn tiền và vừa được ngâm ấm. Theo người dân ở đây đấy, người Mường ấy, à người Thái đấy, thì họ nói là cái con suối nước nóng này nó, họ nói là nó có tác dụng chữa bệnh rất là tốt, đặc biệt là những cái bệnh ngoài da, ví dụ như là ghẻ lở hắc lào đấy, họ đồn thế thôi, nhưng mà ai cũng thấy kể thế nhá. Thế họ nói là những người bị ghẻ lở hắc lào, những người bị bệnh ngoài da đấy, mà ngâm cái con suối này thì chỉ vài lần là khỏi. Không biết là thực hư thế nào nhưng mà người ta đều kể như thế. Tiếc là mình không bị ghẻ lở hắc lào gì cả, đâm ra là cũng không có cơ hội để kiểm nghiệm cái tác dụng chữa bệnh của cái suối nước nóng này. Đúng quá. Nếu mà đầu tư được, có tiền đầu tư vào đây xây một cái bể đẹp đàng hoàng để tích trữ cho bà con tắm thì rất là tốt. Ở đây bà con chưa có điều kiện nên là họ chỉ đắp những cái bờ nhỏ nhỏ này và tích nước, cho nên là nó chưa được sạch sẽ cho lắm.
Tất nhiên như thế cũng có cái hay, nó thể hiện cái sự hồn nhiên và hài hòa với thiên nhiên, chưa có bàn tay con người. Xíu quá.